Như hôm trước tôi đã giới thiệu cho các bạn là một dòng máy cưa bàn trượt Nam Sinh mới tinh là nhập khẩu từ nhà máy Nam Sinh về Việt Nam. Thì là hôm trước tôi đã làm cho các bạn một video clip về máy cưa Nam Sinh rồi. Nhưng mà đi đôi song song với máy cưa Nam Sinh lại có máy giãn cạnh Nam Sinh. Nhưng mà máy giãn cạnh Nam Sinh thì là hiện tại chúng tôi vẫn chưa nhập máy mới. Nhưng mà đây là có dòng máy mà đã qua sử dụng rồi, nhưng mà cái qua sử dụng rồi của Nam Sinh nó sẽ rất khác biệt, và nó còn cái độ chính xác và cái độ đẹp của nó và độ bền của nó và cái độ mới của nó thì nó có thể là vượt hẳn so với các cái dòng máy mà mới khác. Đấy. Thì là cái máy Nam Sinh ấy, thì các bạn biết là nó chỉ có một cái thân vỏ là sản xuất ở Trung Quốc thôi, còn là tất cả chi tiết máy như là điện của máy Nam Sinh thì là nó có là công tắc hành trình là công tắc tích của Đức, và cái motor là motor của Ý, sản xuất Ý, và công tắc tơ của Nam Sinh thì là của Siemens Đức, và cái pin tần của Nam Sinh là LS của Korea, của Hàn Quốc, và timer của Nam Sinh là bằng Hanzhong Hàn Quốc, và giờ le trung gian của Nam Sinh là ôm rông của Nhật. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn biết là dòng máy Nam Sinh nó rất dễ sử dụng, và cái tính năng của nó và mọi cái của máy Nam Sinh nó sẽ khác biệt như nào so với máy của các hãng khác. Thì bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem, và tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn xem từng cái ấy từ đầu đến cuối của máy. Bây giờ các bạn bắt đầu theo tôi nhé. Đây là bảng điều khiển của máy Nam Sinh. Nó thông dụng cũng giống như là các hãng khác, nhưng mà nó không dùng màn hình. Thực ra mà nói là trên màn hình hay không màn hình thì chúng ta cũng phải đều phải bấm hết. Màn hình thì nó hay lỗi hơn, thì dùng bằng cơ thì nó sẽ tiện lợi hơn. Đấy, thì là cái bảng điều khiển đó, nó rất là dễ, chỉ cần nhìn qua một lần thì ai cũng có thể điều khiển được. Nó không khó. Đấy, nó không khó. Đấy. Và các bạn bắt đầu nhìn nhá. Từ nồi keo của Nam Sinh này. Đấy, các bạn thấy nồi keo Nam Sinh nó làm bảo hiểm để chống chúng ta bị bỏng vào. Đây, và cái bộ phận cấp nẹp của Nam Sinh nó rất là đơn giản và dễ bỏ, nó không có giống như là các máy khác. Đây, các bạn xem công tác hành trình Nam Sinh này. Các bạn thấy cái độ nét và cái độ cao cấp của nó không? Đấy. Và các bạn nhìn cái hệ thống lăn nẹp của Nam Sinh này. Đấy. Lăn nẹp của Nam Sinh nhé. Và các bạn nên biết rằng là bánh xe của Nam Sinh này. Bánh xe lăn của Nam Sinh là nó là phi 67. Lỗ cốt của nó là 12 ly. Răng cưa. Thì các bạn biết là răng cưa bao giờ cái độ bám sát và cái độ kéo sản phẩm, kéo gỗ nó cũng sẽ là chắc chắn hơn, và nó ít rung sai hơn là bánh không có răng. Đây, còn đây là cái hệ thống cắt đầu đuôi nẹp của Nam Sinh. Các bạn biết là nó làm chắc chắn trên một khối sắt để chống độ dơ và chống độ nghiêng lắc lư. Đấy. Và đây là hệ thống chỉnh khí của Nam Sinh này. Các bạn nhìn là nó làm rất là chắc chắn. Và các cái biểu tượng nó để chúng ta hết là phải chỉnh bao nhiêu ký. Đấy. Đây đây. Đấy, các bạn nhìn này. Nó để chúng ta biết là phải chỉnh bao nhiêu ký, rất là đơn giản. Dễ chỉnh và dễ sử dụng nhá. Đây, các bạn nhìn công tác hành trình. Đấy. Và Nam Sinh nó có một cái hay á là các bạn nhìn này, cái cơ cấu bộ dao của nó làm các bạn nhìn rất là chắc chắn. Đấy, rất là chắc chắn. Mà Nam Sinh thì nó chỉnh máy không bao giờ phải dùng đến cà lê và lục giác. Tất cả nó đều có tay chỉnh và đồng hồ. Đây. Và đây là motor của Nam Sinh nhé, các bạn nhìn nhé. Tất cả motor là đều của Ý hết. Đấy. Đây. Nhé. Và đây, tất cả nốt chỉnh của Nam Sinh là chỉnh dao, chỉnh vào ra là đều chỉnh bằng tay chỉnh và có thước đồng hồ hết. Không phải dùng một cái cà lê hay là dùng một cái lục giác nào để chỉnh. Và Nam Sinh nó có một cái hay hơn các cái hãng khác á, là khi chúng ta cho ăn bo nhiều hay bo ít. Đây, bo nhiều hay bo ít, chúng ta chỉ cần chỉnh cái này vào hoặc ra thôi là cả một hệ thống cụm motor nó sẽ đi theo. Đấy, vào ra là motor, chúng ta ví dụ cho ăn nhiều chúng ta sẽ kéo vặn vào, cho ăn ít chúng ta vặn ra. Đấy, là cái đường bo của chúng ta là ăn ít hay nhiều là chỉ có cần xoay cái này thôi, không có chỉnh bụng gì hết. Đây, đây cũng thế, đây là dao nạo tinh nhá. Dao nạo tinh của Nam Sinh là tất cả cũng đều chỉnh bằng 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 bằng
bằng thước đồng hồ hết. Đây, ra vào đều bằng thước đồng hồ. Và cái bo ăn nhiều ăn ít cũng thế, cũng là vặn ra vặn vô là ăn nhiều ăn ít, rất đơn giản, chỉ cần vặn cái này thôi, không có chỉnh một cái gì. Và đây là bộ chổi đánh bóng của Nansing nhá, rất dễ chỉnh lên xuống. Nó làm khác biệt tất cả, không có cái hãng nào mà làm giống Nansing về cái bộ chổi đánh bóng. Đấy, chúng ta chỉ cần nới con ốc rụt ra, chúng ta vặn lên vặn xuống thôi là cái chổi sẽ ăn ít ăn nhiều. Nó rất là dễ chỉnh. Và chổi Nansing các bạn nhìn là nó rất là chắc chắn, to chắc chắn, và tốc độ của motor đánh bóng nó cao hơn là các hãng khác, cho nên là cái độ bóng của nó sẽ rất là bóng. Xong rồi đến là cái mặt băng tải này. Đây, các bạn biết là cái mặt băng tải nó làm rất là rộng, chắc chắn, nó vặn ốc vào. Đấy, mặt băng tải rất là rộng, chắc chắn, và các cái đường để làm ma sát để chống trượt và chống mài mòn rất là dày. Đấy, đây nhá, motor băng tải của Nansing các bạn nhìn rất là đẹp, rất là đẹp. Đấy, và tôi sẽ giới thiệu cho các bạn phần tủ điện của Nansing nhá. Các bạn nhìn này, đấy, đây là Hammer, là Hanzong của Hàn Quốc. Đấy, khởi động từ là xi men Đức. Đây, các bạn nhìn là xi men Đức. Đấy, tất cả khởi động từ là xi men Đức. Giờ lên trung gian, và cái hệ thống điện nó câu rất là đẹp. Và nó có một cái hay là điện của nó là xuống 24V. Đấy, điện khởi động điều khiển của Nansing là 24V. Các bạn nên nhớ là 24V, rất an toàn, thiết bị rất là bền. Đấy, về 24V thì là chúng ta không bị rò rỉ điện để bị giật. Và thứ hai là nó rất là bền và rất là an toàn. Đấy, các bạn nhìn cái tủ điện của Nansing rất là đẹp nhé, cho các bạn nhìn tổng thể lại nhé. Đấy, sắp xếp này, các bạn nhìn rất là gọn đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là vận hành máy để dán thử acrylic bằng nẹp thường. Chính xác. Em nhấc chỗ này, nhấc chỗ này cho anh xoay đi. À, nhiệt độ đủ chưa anh? Đúng rồi. Hình như đấy nhá, rất an toàn nhá. Đóng tủ điện thì bắt đầu mới cho phép hoạt động bảng điều khiển. Đúng không anh? Chỉnh tốc độ này. Đó. Đây là nút chỉnh tốc độ băng tải. Nhanh và chậm. Lúc ấy chúng ta mở tủ điện và ngắt, khi mình đóng thì nó sẽ khởi động lại. Ok, bắt đầu chạy nhanh. Cái vận tốc băng tải của Nansing là nó vận bằng volume, chứ không phải là 3 cấp độ như là máy bây giờ. Thì chúng ta có thể là chạy rất là chậm và chạy có thể rất là nhanh được, tùy theo chúng ta muốn chỉnh như nào là được, theo ý chúng ta. Nó hay là hay ở chỗ đó. Và bây giờ chúng tôi sẽ dán acrylic trên máy Nansing cho các bạn xem. Thao tác rất là dễ. Đây là tấm acrylic. Đấy, mình sẽ dán thử trên máy Nansing và do kỹ thuật viên anh Hoàng Anh sẽ thao tác. Đây là chiếc máy Nansing đã qua sử dụng thôi nhé. Nếu máy mới của nó thì còn tuyệt vời hơn. Nhìn kinh chưa?
là chúng ta đang kiểm tra là xem có mạch keo hay không. Không đâu có đẹp lắm. Giá tiếp đây kia. Bằng này có đẹp hơn không? Tôi biết là sau nói gì. Đây, các bạn không để nguyên đấy, em muốn quay. Em muốn quay mặt sau. Rất đẹp. Tức tơi cho nước rồi. Đây, nhìn rõ chưa? Nguyên nguyên này nó phải. Đấy, đừng nguyên, đừng nguyên. Rồi tiếp tục. Đây là test máy mà không có máy hút bụi nhá. Ok. Chấm hết rồi. Quá đẹp. Bên này chấm hết rồi. Ui.